ân nhân giúp cho Vương mua miếng đất này nè. Miếng đất này Vương thèm lâu, cái này là quy trình đập hợp mua đất đó. Người ta mua túi hiệu túi này túi kia, người ta đập hợp có thấy nó đã, còn mình cứ ăn là đập hợp mua đất nghe nó vất vả quá. Đây là giây phút trông chờ nhất của Vương nè, mua được miếng đất này đây là mình sẽ ăn mừng hàng thân bùm luôn nè. Hương vị ngọt ngào của đất mẹ, nó ngọt chứ nó không chua nha. Hy vọng là ăn được cái này đất mẹ thương nó cho mua thêm nhiều đất nữa nha. Đá này bạn, đá này coi chỉ mua mắt lắm á. Vương làm safari Vương mua mắt quá trời mắt luôn. Cái dự án của bên mình đây, cái nhà của Vương mà nó mọc lên ngay đó hết rồi. Cái miếng này Vương nghĩ là 80-90 ngàn, 100 ngàn đô một acre á. Nhưng mà đây là ông bán, này là ông bán, ông bán lúa non cho Vương ấy. Miếng đất này nhìn 15 mẫu, nói 15 mẫu đất nó bự ghê chứ không. Này nhìn từ ngoài đường vô ha. Đây là cuối mẫu đất á. Qua bên đó là đất của Vương. Hồi xưa mua miếng mẫu 1 các bạn, Vương cũng tức lắm tại Vương bị khuyết hết miếng mặt tiền. Tự nhiên cái miếng mặt tiền đẹp đẽ nhất là bị ông nội này ông gom rồi. Vương tức tối lắm. Vương nói là một ngày đó có cơ hội là sẽ mua được miếng này, là cho vuông cái miếng đất giấc mơ thành hiện thực, là mua được cái miếng đất này. Giờ nó vuông tượng miếng đất ha, mà còn lời được mấy cái trái này nữa nè. Một hộp nó bán ở trong chợ nó bán 6 đồng mà nó không ngọt bằng mấy trái ngoài rừng đâu nha. Đưa mua được chúng cái miếng này giống giống vậy nữa vui vậy.